các bạn ơi, bây giờ là mình đã lựa xong rồi. Cả nhà ơi, mình mới cạo ra được một con, thấy cả nhà thấy không? Đây là nhum này, chuẩn bị mình sẽ mua trứng mình bỏ vô cái lon này nha mọi người. Cả nhà ơi, chính là nghe nha. Chính là nghe mọi người. Hello, xin chào mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình lại tiếp tục và giới thiệu thêm cho cả nhà thêm một cái món ăn mới nữa, đó là mình sẽ đi mua nhum. Không phải mua nhum mà là mình sẽ cùng với đứa cháu mình nè, sẽ đi bắt nhum nha. Mình bắt không biết bao nhiêu nha, nói chung là số lượng sẽ là lớn. Rồi mình sẽ bỏ lên than vỉ gì đó. Bây giờ mình không có lặn được cả nhà, lỗ tai mình bị đau á, nên mình giao lại cho mấy đứa cháu này để nó lặn nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ làm việc thôi cả nhà. Mời cả nhà chuẩn bị ăn nhím nha. Và mọi người ơi, mấy đứa cháu mình nó mới lấy cái vợt nè. Mình sẽ dùng cái vợt này để mà mình xúc cái con nhím lên đó cả nhà, nhím biển á. Nó gọi là nhum nha, thì mình sẽ dùng cái này để vớt nó lên. Các bạn có sao không? Mình dùng ba cái mình dùng cái chĩa này, cái đâm là sẽ hư con nhum á. Mấy lần trước mình quay mình không biết đó cả nhà, bây giờ mình biết rồi, thì mình sẽ dùng cái này để mình xúc lên. Rồi mình sẽ có những mấy đứa cháu nó sẽ ngồi làm luôn, mình thì chuẩn bị than cho nó. Nói chung là chị đã cả tầm 4:30 bắt đầu là làm rồi. Vậy bắt đầu chúng ta ra biển nha. Biển ngoài này nè cả nhà, mình sẽ xúc ngoài này nè nha. Xúc ngoài này nè, nó bắt lên. Rồi vậy nha, chúng ta bắt đầu đi. Đây là những thành phần chuẩn bị cho cả nhà đó. Cái con thật là dễ thôi rồi. Càng mới dễ lặn á. Xuống nha. Không. Rồi xuống nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đi lấy cái thao cho nó nha. Mấy đứa cháu này nó lặn lắm cả nhà, mấy đứa này là ở đảo nó lặn, nó bơi học lắm cả nhà, cái này không có ăn thua gì nó đâu, thằng cả nhà cứ yên tâm đi. Mấy đứa ở thành thị với ở đảo rất là khác xa nha. Còn đây là những người sẽ bắt đầu làm nhum. Đây là cái á. Con ốc nhum phải cả. Con bự đó, dạo này khách lịch nó không ra cả nhà. Người ta không ra nên giờ nhum rất là bự nha. Ủa mấy mày dịnh thao chân hí kìa. Nhím ơi, nhím bự lắm cả nhà. Mấy mày dịnh thao. Nhím bự lắm bây giờ. Thấy hí hí thôi, cái thao chân mình sẽ đi xuống nha. Đây, cả nhà thấy bắt nhím nha. Bắt đầu là mình sẽ đi xuống dưới đây để mình làm nhím cả nhà. Nóng quá đi. Bây giờ mình sẽ lựa mấy cái con nhím nhỏ nhỏ, lựa mấy con bự bự ra nha. Cái đầu kia mày rút vậy. Nè. Chân rút ở trên. Thôi là tôi đá. Con này nè. Tôi xích lửa tôi đá. Đây nè cả nhà, đây là cái con nhím nha cả nhà. Mình đang lựa cái con nhỏ ra mình giục, nó bự mình lấy. Đi lo anh làm rồi. Bỏ tin cái chị ba ở đây. Mẹ kêu giờ đi kêu nó để mẹ. Nhỏ là mình thả đi ha cho nó bự. Ai kêu? Con đứt con nhỏ mới mình. Đây con này bự rồi. Con này bự nè cả nhà, đó, con bự nhiều lắm. Đây, ra nó cao. Cái này mà xuống dưới gành á, con bự nhiều lắm. Mua cái gì? Mua thì uống. Đã lựa xong rồi, giờ mình đang chuẩn bị làm cái con nhum này cả nhà. Mình ăn cùng với cháu nè ha. Cháu
cháu này là cháu cả nhà ơi. Đây là những mấy đứa cháu mình nó đang làm việc cả nhà. Hồi nãy giờ mình cũng làm phụ nó nữa. Nói chung là nhím ở đây rất là nhiều. Mình đang lựa ra coi thử coi con nào nó bự, con nhỏ hay nhỏ quá mình chụp ra. Nhưng mà nó nhỏ nó có gạch nha mọi người. Nó có gạch. Đó. Nè cả nhà. Nói chung trong vòng cỡ nửa tiếng nó sẽ xong. Tại vì nó nhiều lắm, gần cả trăm con luôn. Cả nhà ơi, mình mới cạo ra được một con, thấy cả nhà thấy không? Đây là gạch của nó nha. Trời. Cái này có thể ăn sống được nha cả nhà, mình nặng chanh vô cái mình cạo ăn rất là ngon. Đó. Cả nhà thấy ngon không? Đây là nhím biển nha cả nhà, có tay ăn lắm. Đây là gạch của nó. Nhiều nè, cái này gạch nhiều nè. Ôi. Đây là nhôm nè mọi người, đây là cái gạch của nó bị bể ra cả nhà. Cái đứa nó làm ổ tả bể á. Đây, ổ tả đây. Khi đôi ta bên nhau cùng nhau cắt nhôm. Thank you.
ơi, bây giờ mình đã xong xuôi hết trơn cả nhà, mình đã làm xong hết trơn rồi. À, mình và cùng mấy đứa con cháu đã làm xong tất cả nhôm. Bây giờ mình sẽ đi nhóm lửa nha cả nhà. Ừ. Cái món nó ngon hay không cả nhà, chuẩn bị đón xem nha. Mình đi thôi. Cả nhà, đây là nhôm của mấy đứa cháu nó vừa mới bắt được nha cả nhà. Thì nó mới cạo ra và cộng thêm mình nữa. Nó rất là cực nha cả nhà, nhưng mà đây là một loại thuốc rất là ngon và bồi bổ cho cả nhà nha. Ai đã ăn nhôm thì rất là biết cái loại này nha, rất là ngon cả nhà. Nó như là một bài thuốc vậy đó, rất là ngon cả nhà. Vừa ăn ngon vừa bổ thuốc nữa. Còn đây là hải sản mà mấy đứa cháu mình nó sẵn lặn thêm để mà ăn. Con này là con gì? Con gì? Nào nhịp không? Con này đi bắt hả cậu? Đi bắt hả? Ở này hào. Ở này mình sẽ luộc ha, mình sẽ luộc luộc. Mình sẽ luộc trên bếp ga, còn cái này là mình để nấu cái này cả nhà, để mình nấu cái này vô cái lon ha. Mấy đứa cháu mình đang kiếm lon. Cậu ơi. Đó. Ờ mấy ngày mai quay. Vậy nha. À, cả nhà ơi, có gì cả nhà thông cảm cho mình nha. Tại vì bây giờ mình đã quay buổi tối á. Tại vì mình để qua đêm ăn không ngon cả nhà, nên bây giờ mình sẽ cố gắng làm sao mà mình quay trong ngày hôm nay luôn. Thì buổi tối á, ánh sáng nó không đẹp, cả nhà thông cảm cho mình nha. Mình sẽ cố gắng làm sao quay cho thật đẹp để mọi người cùng thấy rõ hơn, hấp dẫn hơn. Vậy nha mọi người, mình sẽ quay món ăn nhiều hơn. Rồi mình sẽ ít quay mình ăn nha. Tại vì tối rồi mình quay vào mình nó bị ít khi thấy đoạn lắm. Thì mình sẽ hạn chế quay mình và sẽ quay đoạn nhiều. Đây là nhôm này, chuẩn bị mình sẽ mua trứng nha. Mình bỏ vô cái lon này nha mọi người. Đã rửa sạch hết trơn rồi. Đây là lon bia, mấy ông anh nhậu á. Rồi rửa sạch trơn cả nhà, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Vừa nãy con có sắp khỏe đẹp không? Mua trứng, chanh này con đem qua nè. Con sợ thiếu chanh nè. Con sợ rồi. Đây là bổ luôn, nó bổ luôn nha. Cái gì vậy đó? Cái gì vậy? Trời ơi, chuẩn bị nó ăn cái gì đó. Cái gì vậy? Đó. Bây giờ đi muối đây. Rồi ốc này chuẩn bị chín rồi mọi nha. Bây giờ mình đang cố gắng cho mấy ốc ở trên nó để cho chín. Ra đi vậy mày. Cái gì mày nhỏ ấy? Đi vậy. Chín rồi mọi người. Chín rồi. Múc cái này bỏ vô nha, múc nhôm. Mình sẽ bỏ vô từng mấy cái này ha mọi người. Đó, mình sẽ múc nhôm nè, mình sẽ múc nhôm bỏ vô đây ha. Rồi, bà Trinh con múc mỗi một thứ hết vô trước đi. Cái này là vô trước nha, này vô trước, cái này vô trước. Mình bỏ nhôm vô trước nha mọi người, mình sẽ múc nhôm bỏ vô từng chỗ trước cái ha. Một cái rồi mỗi chỗ một ít. Rồi trứng thì mình sẽ bỏ ra sao nha. Thang đang giúp chín nha mọi người. Đó, giờ mình quạt đều lên cho lên. Mình sẽ bỏ ra mỗi thứ mỗi một nơi nha mọi người. Tức là bỏ một ít gì đó. Đó. Đây bỏ cái này bỏ đây đi. Còn nhiều bỏ đều luôn, chảy đều luôn, còn như đó thì bỏ con chảy đều luôn. Đó. Trứng thì cũng đổ đều vô ha. Đổ đều vô. Thư. Cả nhà ơi, còn đây là mày gọi cậu đứng với cậu gọi vô đây đúng hợp lý rồi đó. Còn đây là lũ dĩ nè cả nhà, nhớ lát nữa quét dọn nha, nó chết rồi đó. Còn sao là khỏi ăn đó. Con không ăn, con không quét dọn. Con ăn con bỏ trong đây không à, chứ con không có xả ra. Đây là cái món phụ thôi nha cả nhà, đây là cái món phụ. Đó, rất là ngon nha mọi người. Dễ của chung mà ăn đi. Thật trời, nó sắc lên. Nam ơi, vừa ăn vừa ăn vừa ăn vừa ăn vừa ăn luôn. Đây là cái món phụ nha mọi người, rất là ngon. Đó. Cho miếng ốc rồi. Đó, nhìn cái chấm của con ngon quá. Cậu. Đây chấm này nè, chấm này nè. Đây cả nhà, mình chấm đây nè. Đó. Ăn coi chừng nhiễm đầu con mới bữa đâu. Mình ăn cái chuyện vui vẻ lên nha. Đừng có cái này đi. Luôn quét dọn chứ. Cậu ăn cái lòng sợ. Anh em cực lắm biết luôn. Em kêu lại lấy cái sợ lấy đâu. Năng quá
cả nhà, quá trời ngon luôn. Nói chung là mình tính không ăn đâu, cái nước chấm của con nhỏ cháu mình nó làm á ngon lắm cả nhà. Lần sau đi, lần sau mình sẽ đi bắt ốc, mình sẽ làm một cái món ốc nữa để mà thưởng thức cái món chấm của con nhỏ cháu này ha. Cả nhà chờ mình. Mình sẽ đổ trứng vô liều nha. Sao ông không lấy cái đậu nha. Cả nhà thang đã bắt đầu chín rồi, mình sẽ để lên luôn nha. Rồi dẫn cái đó mấy con cũng nhớ lấy cái chổi nè, cái chổi trong nhà vệ sinh nào ơi, con ra quét rồi. Phút nữa mình sẽ thưởng thức cái món nhum cả nhà, tại vì nhum này nó cũng hơi lâu một chút, cả nhà thông cảm, tại vì mình dùng cái đèn này để cho nó sáng một chút, chứ còn tới chỗ kia thì nó được đẹp đó. Trong vòng 15 phút nữa chúng ta sẽ thưởng thức cái món nhum mình chải bong mỏng ốc lộc bong mỏng trứng lên cả nhà, tại vì nếu mình đổ đầy thì nó sẽ dở lắm, tại trứng nhiều không ngon, mình đổ một lớp ít thôi, rất là ngon cả nhà. Chính là cái mưa ơi. Bây giờ mình sẽ lấy ra ra này, chính đây nè. Lấy ra đi con, lấy ra đi, lấy ra đi. Ăn rồi đó. Ngon lắm nha mọi người. Cái này mình để thêm chút xíu. Ở trên này là cái khúc này là cái này là trứng nha, cái lớp này là trứng, còn góc dưới là mấy cái này nè, là nhum cả nhà. Cái này là cũng con. Không ăn. Không ăn. Này của tao. Cái này chín chưa cậu? Cái này giống cái bánh nha mọi người. Cái này. Không, cho nó chín lớp ở trên đi con mới ăn được. Chín lớp con hả? Chung là mình chạy nó trứng vô ăn cái rất là ngon cả nhà. Ngon cả nhà. Chạy vô trứng rất là ngon à, tại vì nếu mình ăn không thì nó dở lắm, nó cũng như nó béo quá cả nhà. Nên mình cho thêm trứng vô cho nó ngon hơn nữa. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nhum muối trứng nha. Mình bỏ vô cái lon này cả nhà. Nếu mà nó lạc thì mình chấm thêm cái này vô ha. Ngon cả nhà. Quá đã. Tiên cho ăn nè mọi người thấy không? Cho ăn hả? Không. Con trứng nhum của mình sắp chín rồi mọi người ơi. Đây. Đó, đã chín rồi đó. Đây là trên đây. Chín quá nó không ngon đâu nha. Mấy cái này mà chín quá không ngon cả nhà. Cả nhà nên nhớ với mình một điều là mình ăn á là mình nướng cũng vừa vừa thôi. Chín trứng mà nó đã như thế này là mình cảm nhận nó đã chín rồi. Nếu cả nhà cảm thấy mà chưa chín thì mình sẽ nấu, mình sẽ nướng hơn xíu nha. Mày ba đứa mình chưa có nè, cậu Sinh chưa có, Ken chưa có đúng không? Hay luôn, đủ rồi. Hay có rồi. Cái mùi vị của nó rất là ngon mọi người. Ăn vô á là nó sực sợt với lại cảm nhận của mình ăn là nó ngon. Nói chung là
chung là mấy con lựa đi ha, cái nào của mấy con mới ăn. Cái này cậu thấy là chín hết rồi, mấy con ăn thì ăn chín tới vừa tới được rồi. Đây, cái này là gì? Mấy con ăn chín luôn. Cái này của con. Không, đây là mày ơi. Dạ của con cái đó nó còn xinh. Cậu ơi, cái này của con là cậu ơi. Bữa nào uống nướng thì nướng thêm đi, còn cậu ăn cái nào của cậu vậy? Cậu. Mời cả nha. Giờ mình lặn chanh vô đi mọi người, ăn cái chua ha. Cái chai của tao. Mời cả nhà nha, mời cả nhà cũng thưởng thức mình cái món này nha. Rất là ngon cả nhà ơi. Đây 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 là nhum nè cả nhà. Cái này là nhum nha. Còn cái vàng vàng là trứng nha cả nhà. Ngon lắm cả nhà, thấy chưa, hấp dẫn lắm nha cả nhà, rất là ngon á, bổ nữa. Trời. Đã quá nhà, ngon quá. Mình đã ướp gia vị đủ lúc nãy chưa, ngon quá nhà. Để em chém chấm vô. Bác sĩ nha bà. Trời kinh về bác mẹ mày. Trời. Này ngon mọi người ơi. Nói chung là mình ăn vô mình cảm nhận là nó ngon như sật sật cả nhà. Muốn vô không biết diễn tả sao mà cái món trứng vô ăn nó ngon. Nhưng mà cả nhà ăn nhiều quá nó sẽ, nói chung là ăn nó sẽ ngán cả nhà. Đó. Thì thôi mình sẽ kết thúc tại đây nha. À, cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe chia sẻ cho kênh Xin. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc cả nhà một đêm vui. Ngủ ngon nha. Đây là cá sồng nha mọi người. À, đây là cá sồng của người ta, của mấy ông anh đi biển vô cho nhà mình. Rất là ngon nha cả nhà. Lần sau đi thì mình sẽ nướng cái loại này cho mọi người xem nha, tại vì mùa này ít cá sồng lắm. Tại do ông anh ổng đi đánh bắt xa đó rồi ổng gửi đi vô biển gần nhà mình này rồi ổng cho mấy cá sồng nè cả nhà. Ngon ghê không? Mình nướng cho nó ngon lên. Cá sồng này nướng mới ngon nha cả nhà. Nướng xong rồi cái mình chấm muối ớt rất là tuyệt vời luôn. Ngon. Tại sao mình sẽ hẹn các bạn thêm cái clip để quay cái